Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang ở đây là trong cái căn nhà thuộc mặt tiền của đường Lê Văn Lộc. Cái này là thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu quý vị nhé. Đấy, một căn nhà có diện tích là 68m² với chiều ngang là 5m. Nhà mới xây, nói chung là vào ở luôn, sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Đằng sau này thì có cái nhà vệ sinh. Đấy, cửa bằng nhôm xin pha. Đó, nhà vệ sinh rất là đẹp. Đây đó, thì nhà xây một trệt hai lầu. Cái này thì chưa có làm biểu hoàn công quý vị nhé. Giá đang chào bán cho cái lô đất này là cho căn nhà này là 11 tỷ quý vị nhé. Cái này hướng đông bắc rất là mát mẻ, hợp với những cái người mệnh Tây Tứ Trạch quý vị nhé. Tây Tứ Trạch thì có những hướng là Đông Bắc này, Tây Bắc, Tây Nam và hướng Tây. À, bên đây mình nên cái... À dạ. Vâng. Đây em... Vâng, đây phòng này. Vâng, đây ạ. Toàn bộ cái công tắc này rất là xịn sò luôn. Công tắc đời mới. Đây phòng ngủ phía sau này. À, đây còn có cái ban công. Đó, ban công. Trồng cây. Phòng ngủ phía sau. Từng phòng để chị gửi cho em xong. Dạ. Vâng, để lên lầu 2. Em lên lầu 2 nhé. Đây, lầu 2. Đây là có 2-3 phòng ngủ quý vị nhé. Bên phía sau này. Đây. Wow, rất là sạch sẽ luôn. Quá sạch. Phía sau này cũng có nhà vệ sinh này. Đấy, chỗ này để mình phơi đồ. Có nhà vệ sinh các thứ luôn trên này. Nhà 68m². Chỗ này ban công để phơi đồ. Đó. Đây mình vào cái phòng ngủ phía trước. Ngôi phòng này rất là rộng. Đây, rất là rộng, hai phòng ngủ, gần hai giường luôn. Tủ quần áo rất là to. Đó. Ở đây phòng ngủ này rộng nên là chị đấy cũng có làm một cái để mình thờ. Đây, một cái phòng thờ nhỏ đây. Thờ Phật. Đây, tê mặt đường đây quý vị nhé. Rất là mát mẻ. Cây cối xanh bóng mát luôn. Mặt tiền đường lớn quý vị nhé. Đường Lê Văn Lộc là đường lớn nhất ở cái khu vực phường 9 này. Vỉa hè to, vỉa hè tới 7m quý vị nhé. Khu này thì gần biển. Mọi người hay thể dục quanh khu vực này. Đấy, đi ra cái bờ kè để ra biển đấy quý vị nhé. Rồi khu vực này thì gần với lại các cái siêu thị, Copmark, trường học các thứ thì ngay đây. Trường học thì có trường Võ Trường Toản các thứ, đi bộ đến trường luôn. Đây là trường học cấp 2. Cấp 3 thì có đường trường Trần Nguyên Hãn. Cấp 1 thì nói chung có nhiều trường. Rồi, đấy, sơ bộ quý vị biết một căn nhà có 3 phòng ngủ này. Trên này ban công này. Giá 11 tỷ mặt tiền đường quý vị nhé. Quý vị nào quan tâm thì cứ liên hệ chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới. Đây là máy lạnh này, inverter này, tiết kiệm điện. Các công tắc này rất là mới. Rồi, xin hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.